nha. Chúc các bạn ngày mới sức khỏe dồi dào ha, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Rồi ok các bạn ơi, thì ngày bữa nay mình có một cái nải chuối chín rất là ngon. Đây là một cái nải chuối sứ ha, chín rất là ngon mà ngọt. Đó, rất là lớn. Cho nên cái nải chuối này bữa nay mình sẽ làm một cái là chuối nếp nướng. Ha, chuối nếp nướng bao bọc lại với lại lá chuối. Thì mình nướng ha, để mà mình ăn với lại cốt dừa. Đó ha, thì bây giờ đây. Đây là cốt dừa này là cốt dừa hộp. Nha các bạn, nguyên một dĩa như vậy là 2 4 6. Đây là 6 hộp cốt dừa. Đây là bột bán kim. Ha các bạn, bột bán kim để mà mình làm nước dừa đó chan lên đó ha. Còn đây là nải chuối sứ. Rồi, còn đây cũng là nước dừa luôn mà là 2 lon. 2 lon nước cốt dừa. Đó, 2 lon nước cốt dừa. Còn cái đây là cái gạo nếp này là các bạn ngâm giùm cho mình khoảng 4 tiếng đồng hồ nha. Nó cũng khoảng 4 tiếng đồng hồ ngâm cái gạo nếp này. Đó, còn đây là lá chuối ha, lá chuối để mình bao bọc rồi mình nướng. Lá chuối ha. Rồi, kế tiếp đó là đây là lá dứa nha các bạn, phải có lá dứa nó mới thơm ngon. Đó, lá dứa. Rồi thì bây giờ mình làm tới đâu mình sẽ thưa với các bạn tới đó nha. Chuối nếp nướng. Cốt dừa vô. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ các bạn đổ nước cốt dừa vô rồi ha. Bây giờ các bạn dàn giùm cho mình một miếng muối để cho nó đậm đà nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn để vô giùm cho mình này, miếng đường. Rồi bây giờ các bạn trộn đều lên. Các bạn ơi, thì bây giờ cái nếp này các bạn để vô rổ cho nó ráo nước rồi ha. Rồi bây giờ các bạn để vô trong một cái nước cốt dừa dùng cho mình. Nó thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món chuối nếp nướng này là các bạn ăn chịu nổi đâu. Rất là béo và rất là thơm ngon. Rồi bây giờ các bạn xào dùng cho mình nha. Cái này là các bạn nướng lên xong rồi các bạn ăn là tê tái luôn. Cứ vừa xào ha. Chắc bạn xào khi nào mà nước cốt dừa này nó rút vô trong cái nếp á, nó rút vô hết trong cái nếp đó, thì lúc đó là mới được nha các bạn. Thì các bạn nhớ để vô giùm cho mình lá dứa nha. Đó, lá dứa, phải có lá dứa nó mới thơm ngon nha các bạn. Bây giờ các bạn cứ vừa xào đi, cho nước cốt dừa nó rút vô trong cái nếp. Rồi đó các bạn thấy không, bây giờ là nước cốt dừa nó rút vô trong cái nếp hết trơn rồi. À, các bạn ơi, bây giờ nó sắp sửa được rồi ha. Rồi ok các bạn, thì bây giờ được rồi ha. Rồi bây giờ các bạn cho nó vô thẳng vô trong một cái xửng hấp dùm cho mình luôn. Nó là cái cách thức mà mình làm như thế này, các bạn làm như thế này là ăn rất là ngon. Chứ còn nếu mà mình không có xào nếp là nó không có ngon đâu nha các bạn. Nếp là mình phải xào cho nó rút nước cốt dừa vô. Thứ nào chịu nổi, thơm phức luôn. Phải hai chảo như vậy nha các bạn. Bây giờ bên kia là còn một cái rổ nếp nữa, rất là còn nhiều hơn cái đợt này luôn. Các bạn đổ để nếp vô cho một cái xửng hấp rồi ha. Các bạn cho một cái lỗ chính giữa để cho nó lấy hơi nha các bạn. Các bạn đùa ra để cho một cái lỗ ngay chính giữa để cho nó lấy cái hơi, để nó đưa cái hơi lên. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy nắp lại để hấp nha các bạn. Thơm phức luôn. Bây giờ trong cái thời gian mà mình chờ cái xửng hấp kia đó ha, thì bây giờ đây mình còn nửa rổ nếp đó, thì bây giờ mình cũng làm giống y như vậy luôn. Các bạn cứ việc chế vô cái nước cốt dừa. Nước dừa cho thật là nhiều nha các bạn. Nước cốt dừa đó là mình xài 4 cái hộp nhỏ cho một cái lon bự. Thì bây giờ đường cũng giống như nãy nha các bạn. Các bạn dành cho mình một miếng muối với một miếng đường. Rồi,
Rồi, lá dứa y như hồi nãy. Đây là cái màu lá dứa nha các bạn ha. Đó, đằng kia này, lúc đầu là trắng ha. Bây giờ mình sẽ làm một cái màu lá dứa lên. Đó. Rồi, bây giờ các bạn cũng vẫn để nếp vô giống như hồi lúc đầu nha các bạn. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ các bạn xào cũng giống y như hồi nãy nha các bạn. Y như vậy thôi ha. Đây là hương vị lá dứa nha các bạn. Giờ nghe cái mùi mình đói bụng quá trời. Ok các bạn ơi, thì bây giờ các bạn thấy không, tất cả cái nước cốt dừa là nó đều rút vô trong cái nếp hết trơn rồi. Đó, như vậy ha. Rồi ok, bây giờ các bạn chuẩn bị tắt lửa nó đi. Đó, để chờ cho cái sửng này nó đang hấp nè. Đó ha, các bạn thấy không, đang hấp cái sửng này. Chờ cái sửng này hấp xong rồi, rồi mình sẽ cho nó vô. Thì bây giờ cái sửng thứ nhất của mình nó đã chín rồi nha các bạn ha. Các bạn hấp như vậy nó đã chín rồi. Rồi bây giờ các bạn mời cho nó ra một cái mâm như thế này dùm cho mình nha. Thơm phức luôn. Ôi bụng quá rồi các bạn ơi. Các bạn mà làm cái kiểu giống như mình như vậy là tê tái nha các bạn, ăn chịu không nổi nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị, mình sẽ hấp một cái chảo thứ hai. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình hấp một cái sửng thứ hai nha. Đó, đây là một cái này là lá dứa. Mà các bạn, nếu mà các bạn có lá dứa tươi đó ha, các bạn lấy cái lá dứa đó các bạn để vô trong một cái máy xay. Các bạn xay nó ra để các bạn lấy cái màu lá dứa, nó vừa có màu mà nó vừa thơm nữa. Thì các bạn dùng cái màu mà các bạn xay lá dứa ra đó, các bạn làm cho cái nếp này thì nó còn thơm ngon hơn nữa nha các bạn. Rồi ha, bây giờ mình sẽ hấp cũng giống như hồi nãy nha các bạn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ tới cái công đoạn là mình sẽ cuốn chuối vô trong nếp nha các bạn ha. Mình sẽ để chuối vô trong nếp mình cuốn lại đó. Thì cái này các bạn cũng làm cũng dễ thôi, để nếp xuống một cái miếng ni lông cho sạch sẽ ha. Đó, rồi các bạn cuốn với lại một cái trái chuối. Đó, rồi các bạn nén cho nó chặt lại. Cái như thế này. Đó, thấy không? Đó. Một cái trái chuối. Đó. Rất là thơm các bạn ơi, chưa nướng mà đã thơm rồi. Rồi các bạn thấy ha, như vậy đó. À, cái trái chuối này, bởi vì cái trái chuối nó bự quá nha các bạn. Tại vì mình làm ở nhà ăn đó, cho nên mình sẽ làm mà mình mua cái nải chuối này, cái trái chuối rất là bự. Ok các bạn ơi, thì bây giờ đó là mình sẽ chuẩn bị mình làm cái màu xanh. Màu xanh lá dứa. Thì từ nãy giờ đây, mình mới làm được ở đây. Chưa nướng gì hết trơn mà rất là thơm ngon nha các bạn. Thơm phức kìa. Thơm mùi nước cốt dừa ha, với lại nếp đó, với lại lá dứa đó các bạn. Rất là thơm. Rồi ok, khi mà các bạn cho chuối vô, các bạn bao bọc nếp là như vậy rồi á. Là một chút xíu nữa mình sẽ dấn lá dứa, một cái lớp lá dứa ở trong và một cái lớp lá chuối bên phía bên ngoài ha. Thì các bạn làm như vậy đó. Rất là thơm các bạn ơi, thơm phức. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ tới cái công đoạn là mình sẽ dán cái lá dứa nha các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ có cái công đoạn mình dán cái lá dứa vô cho nó thơm. Dán lá dứa xong rồi các bạn bao một lớp lá chuối phía bên ngoài nữa nha. Làm cái này là các bạn phải chịu khó ha, làm xào với nước dừa nha thì nó mới thơm ngon được. Thơm phức luôn. Chưa nướng rồi đã nghe cái mùi nước cốt dừa. Lá dứa nha các bạn. Rồi ha các bạn, bây giờ là mình sẽ dán cái lá chuối nha các bạn.
như thế này. Ok rồi các bạn ơi, thì bây giờ là 2, 4, 6, 8, 9 cái ha, 9 cái trái chuối nướng như thế này mình sẽ làm trước. Tại vì bây giờ mình còn rất là nhiều nha các bạn ha, còn rất là nhiều nếp và đã hấp rồi đó, còn rất là nhiều ha, cho nên mình sẽ nướng trước cho các bạn xem một cái số này ha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đem đi nướng nha. Bây giờ mình sẽ nướng với cái lò nướng không khói này nha các bạn ha, thì bây giờ mình sẽ sắp cho mình nướng nha. Đó, đây cái lò nướng này. Okay, các bạn ơi, thì bây giờ mình đã sắp chuối nướng lên rồi ha, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình nướng đó nha các bạn. Mới có nướng có 5 phút thôi mà nó bay cái mùi thơm quá thơm rồi, thơm cả nhà luôn rồi. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình mới lật qua một mặt đó nha các bạn, mình mới lật qua một bên nó thơm phức các bạn ơi. Lá chuối với lại cái lá thơm đó các bạn, lá dứa đó, lá chuối với lại lá dứa đó, nó cháy nó bay lên cái mùi thơm quá. Rồi bây giờ là nước cốt dừa nữa các bạn ơi, cái này là chịu không nổi rồi. Mình nhiều lắm nha các bạn ơi, không phải là 7 trái đâu nha các bạn, mấy chục trái đó nha, nhiều lắm. Đây là có một bánh chiên mà mình đã ngâm nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ luộc nó trước. Đây là bột bánh chiên nha các bạn, để mà mình chuẩn bị mình làm nước dừa đó ha, mình làm nước cốt dừa để mà ăn với lại chuối. Chuối nếp nướng các bạn ơi, thơm quá thơm rồi. Đó các bạn thấy không, mấy cái mà vàng vàng như thế này nè, còn ngon lắm các bạn ơi. Một hồi mà các bạn chan nước cốt dừa lên ha, mấy cái này là nó thơm lắm. Đó. Lá chuối ha, lá chuối ở trong là lá dứa bao bọc lại, thơm phức luôn. Nướng một chút xíu nữa cho nó vàng vàng, cho nó thơm thơm, nó ăn nó mới tê tái nha các bạn. Nó như vậy được rồi, thì bây giờ các bạn đổ nước cốt dừa vô. Thứ nào chịu nổi. Hai, bốn, sáu, bảy. Bảy hộp. Rồi ok các bạn ơi, thì bây giờ cái nước cốt dừa mình đang thắng á, các bạn dằn dùm cho mình một chút xíu muối cho nó đậm đà nha các bạn. Rồi ok, thì bây giờ các bạn cho mình xin một ít đường để cho nó ngọt ngọt mặn mặn nha các bạn. Đã ngọt rồi mà cũng phải có một chút xíu đậm đậm ở trong đó nữa rồi nó mới tê tái nha. Húp một cái là coi như là chạy chứ đâu biết cái đó nha các bạn. Đó, rồi coi như là nó chạy rần rần ở trong đó đó. Rồi xong rồi, sẵn đó các bạn đệm dùm cho mình một chút xíu bột năng để cho nó sền sệt sền sệt. Khi các bạn chan lên cái chuối nướng đó thì cho nó bám vô cái trái chuối để cho mình ăn cho nó ngon. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ khi cái nước cốt dừa nó đã sôi lên rồi. À, rồi bây giờ các bạn cho mình đệm dùm cho mình cái bột năng mà mình nói đó các bạn. Gì chịu nổi. Rồi các bạn quậy lên cho nó sền sệt, và khi các bạn chan lên đó cho nó bám vô cái trái chuối nướng, thơm nứt mũi luôn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ đó là nó đã thơm quá rồi, bây giờ mình sẽ lột nó ra nha các bạn. Đó, lột ra nhưng mà vẫn còn để lại cái lá dứa để cho nó thơm thêm nữa. Thứ nào chịu nổi, thơm cả nhà luôn các bạn ơi. Rồi ha, rồi bây giờ mình sẽ nướng thêm một chút xíu nữa để cho nó thơm thêm nữa nha các bạn.
thơm quá các bạn ơi. Giờ mình nướng thêm một chút xíu nữa nha các bạn. Mình nướng thêm một chút xíu nữa là được rồi ha. Đúng ra thì như vậy cũng đã được rồi, nhưng mà mình muốn nướng thêm một chút xíu nữa cho nó thơm, cho nó giòn cái da bên ngoài đó. Các bạn ăn vừa giòn vừa dẻo dẻo nó mới đã. Thơm phức luôn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình nướng như vậy đã được rồi nha các bạn. Nướng như vậy là đã quá ngon rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ cho nó ra dĩa để mà mình mời các bạn dùng nha. Đó. Thơm phức luôn. Thứ nào chịu nổi. Thì bây giờ cái món chuối nướng của mình nó đã hoàn tất rồi ha. Đó, thì mình làm cái đâu mà chia sẻ với các bạn rất là tận tình và tỉ mỉ. Chuối nếp nướng. Cái món này là các bạn lâu lâu các bạn làm cho gia đình ăn rất là ngon nha các bạn. Ăn rất là thơm ngon mà nó cũng dễ làm nữa. Thì cái món này trước tiên hết mình đề nghị các bạn ha, khi mà các bạn làm các bạn xào giùm cho mình cái nếp trước. Các bạn xào với lại nước cốt dừa. Các bạn xào với nước cốt dừa, xào với một hồi để cho cái nước cốt dừa nó rút vô trong cái nếp. Rồi lúc đó các bạn hãy đi hấp cái nếp ha. Các bạn hấp cái nếp cho cái nếp nó chín rồi các bạn đem ra để nguội. Rồi các bạn mới bọc vô cái trái chuối rồi các bạn nướng ha. Đó, thì các bạn có sử dụng như là mấy cái lá dứa đó, lá dứa với rồi lá chuối, các bạn bọc vô trong đó các bạn nướng là thơm phức luôn. Đó, thì ngoài ra khi mà các bạn hấp đó, các bạn mà hấp nếp đó thì các bạn cũng phải để lá dứa vô. Nó thì cái nước dừa cũng vậy, các bạn phải để lá dứa vô là nó thơm phức luôn, ăn rất là thơm ngon. Đó, thì ở đây các bạn biết nó nhiều quá, mình làm mấy chục trái luôn nha các bạn, rất là nhiều. Ở nhà còn nhiều chuối nữa cho nên mình làm hết luôn, tại vì mình cái nếp của mình dư quá nhiều cho nên mình làm hết luôn rất là nhiều. Nó cho nên mình ăn không có hết, cho nên mình đã chan nước dừa một trái một thôi các bạn thấy nè ha. Mình mà chan hết cái dĩa này mình ăn không có hết, cho nên mình chan trước một trái một để các bạn xem, các bạn coi chơi cho vui. Nó các bạn đâm đậu phộng để vô. Nó thì cái bột bán kim á, các bạn làm nước cốt dừa đó ha, thì các bạn để cái bột bán kim vô ăn cho nó lạ lạ, nó ngon ngon, nó thơm ngon. Chuối nướng, chuối nếp nướng nha các bạn, thơm phức luôn. Nó thì lâu lâu các bạn làm món này, bạn bè nó tới nhà chơi, các bạn làm món này các bạn đãi cũng rất là ngon, cũng dễ ăn ha. Rồi ok, mình không có muốn làm mất thời gian các bạn ha. Mình xin phép chào tạm biệt các bạn nha. Mình xin kính chúc các bạn được sức khỏe dồi dào, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Mình mong rằng các bạn sẽ làm thành công cái món này nha. Rồi mình xin phép chào tạm biệt. Bye bye các bạn nha.